Hình ảnh các bạn đang xem trên màn hình là một cái tủ nha các bạn, mà tủ này kiểu mới của một người khách nha các bạn. Hình ảnh này là một cái tủ mà mình coi trên mạng nha các bạn, và đây là cái một sản phẩm của một người khách, họ muốn tìm và làm một cái tủ giống ở trên mạng nha các bạn. Đây là mình mới làm được phần phần khung mà chưa có tay cầm, chưa có kiến, giờ cũng chưa trang trí gì hết các bạn. Rồi sau một thời gian mình làm á các bạn, là cũng đã xong cái tủ nữa mà. Đây là toàn bộ cái tủ kiểu mới nha các bạn. Tủ đựng chén. Dưới vẫn có cái song nhôm nha các bạn. Rồi bên này thì có cái loa thông gió các bạn. Trên cái này và dưới này cái mà vẫn có xông nhôm, và cái tủ này các bạn xem, đây là mặt trước nè, hoàn thiện tủ nhôm kiểu mới nha các bạn, và không có thử bông nha các bạn, do là bỏ kiến không thôi. Ở đây cái tủ này là bề ngang là 1m2 các bạn, và cao lên là 1m6, chia làm 5 ngăn các bạn. Mà cái này là nó đặc biệt một chỗ là nó không có suốt các bạn. Đó, nó không có suốt, và cái màu cao thấp các bạn, và ngay chỗ đoạn là nó có một cái gờ các bạn, có đĩa sắt và 6 cái bánh xe màu vàng loại tốt các bạn. Và đây là bên hông luôn, bây giờ mình sẽ khiêng tủ lên xe các bạn, mình giao cho khách nha các bạn. Kết thúc video tại đây nha các bạn. Đây là trên. Các bạn nào yêu thích video thì cho mình một like và chia sẻ, đăng ký giúp mình có động lực làm nhiều video được tốt hơn nha. Rồi tạm biệt tất cả các bạn.